Hello anh em, đây là Takashino và chắc chắn chúng ta sẽ đến với những điều bí ẩn thú vị nhất hành tinh. Xem nào, Tôn Ngộ Không luôn tự hào từ một mình đại náo thiên cung, khiến cả thiên đình hoảng loạn. Thế nhưng hắn đâu có biết rằng, chỉ tính riêng hệ thống thần thoại đạo gia thì đã có rất nhiều nhân vật khác cũng từng coi trời bằng vùng như vậy. Một vài trong số đó có chút dây mơ dễ má với Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên là quá trình làm loạn thiên đình của họ lại khá là trong vánh và may mắn hơn con khỉ đá của chúng ta rất là nhiều. Nào, hãy cùng ta khám phá 10 nhân vật đã từng đại náo thiên cung. Ở vị trí thứ 10 thì tất nhiên rồi, đó chính là Tôn Ngộ Không. Điểm lại một chút về Tôn Ngộ Không, hắn một đời luôn cao ngạo tự hào một chuyện là đã từng đại náo thiên cung, một mình đánh tan 10 vạn thiên binh thiên tướng. Năm ấy Lý Thiên Vương, Na Tra lần lượt xuất trận cũng không thể nào chế phục được hầu tử. Sau cùng Thái Thượng Lão Quân nhân lúc Ngộ Không đang giao đấu với Nhị Lăng Thần đã lén dùng kim cang trác mới bắt trói được hắn. Tiếc là sau đó lo bắt quái không những không thể dung luyện được Ngộ Không mà còn tặng cho Tôn Ngộ Không một cặp hỏa nhãn kim tinh có thể soi thấu vạn vật. Tuy nhiên là ai đọc Thầy Thú Ký đều biết, rõ ràng là Tôn Ngộ Không mang danh đại náo thiên cung nhưng chỉ loay hoay trước cửa Lăng Tiêu Bảo Điện mà thôi. Ngọc Đế mặc kệ hắn, gọi Như Lai tới giam hắn lại. Kết quả thì ai cũng biết, Như Lai đến, Ngộ Không thất bại, bị giam dưới Ngũ Anh Sơn và 500 năm sau đó trở thành đồ đệ của Đường Tăng. Chín, Mã Thiên Quân. Nhắc tới Mã Thiên Quân thì chắc rất ít người biết, kỳ thật ông chính là bật mã ôn đời trước. Sau khi Tôn Ngộ Không nhậm chức này, ông đã trở thành tiền bối của y. Tính tình ông cũng không khác gì Tôn Ngộ Không, Mã Thiên Quân cũng cực kỳ ương ngạnh cản rỡ. Tương truyền ông cũng từng đại náo thiên cung, sau này ông bị Chân Võ Đại Đế hàng phục, trở thành một viên tướng dưới tay của Chân Võ Đại Đế. Tám, Chư Bát Giới. Đa số mọi người đều biết Chư Bát Giới vì trêu ghẹo Hoàng Nga mà bị đẩy xuống hạ giới làm heo. Nhưng mọi chuyện thì không hề đơn giản như vậy. Chư Bát Giới thì vốn là thống lĩnh thiên hà thủy quân, thiên bồng nguyên soái, có bộ 36 phép biến hóa. Sau khi mà trêu ghẹo Hoàng Nga, thiên đình ra lệnh bắt thiên bồng nguyên soái. Thiên binh thiên tướng và thiên bồng nguyên soái đã xảy ra một cuộc xung đột rất là lớn. Phạm vi trận đánh rất là rộng, từ Nguyệt Cung cho đến Đấu Ngưu Cung là nơi chúng thần tiên thượng triều. Hắn từng trực tiếp dùng răng nanh cắn bể ở cột trụ cung Đầu Ngưu. Cung Đầu Ngưu thì chính là cung điện nằm trước Lăng Tiêu Bảo Điện, chỗ năm xưa Tôn Ngộ Không quậy phá. Không chỉ có như vậy, Thiên Bồng Nguyên Soái còn tiện thể ăn luôn cả do linh chi của Vương Mẫu, thứ còn có giá trị hơn đào tiền rất là nhiều. Thu phục Chư Bát Giới cần Ngọc Đế tự mình ra trận. Như vậy là có thể thấy Chư Bát Giới thực lực không tệ một chút nào, ít nhất ở thời điểm đó còn mạnh hơn cả Tôn Ngộ Không. Ngọc Đế quất Chư Bát Giới 2000 roi, đập nát thân thể của ông, rồi đầy linh hồn ông xuống hạ giới. Sau khi mà hạ giới, linh hồn Chư Bát Giới nóng lòng tìm một thân xác mới, nếu quá giờ sẽ bị tan thành mây khói. Tiếc là chung quanh đó chỉ có một con heo mẹ đang mang thai, nên linh hồn Chư Bát Giới chỉ đành đoạt xá con heo con. Trên phim ảnh nhân vật Bát Giới trong hầu hết phiên bản Tây Du Ký, gồm cả bản 1986, gần như không đóng góp gì trong việc thu phục yêu quái. Tuy nhiên trong nguyên tác, Bát Giới lại không hề quá kém. Còn nhân vật Tôn Ngộ Không lại được tô vẽ quá tài phim ảnh. Xét quan phẩm, không kể chân thân của Tam Tạng là Kim Thiên Tử, đồ đệ của Như Lai, thì các thành viên còn lại ông nhóm Thỉnh Kinh đều quan phẩm thiên đình thấp hơn Bát Giới. Bát Giới thì là Thiên Bồng Nguyên Soái, người thống lĩnh hơn 8 vạn thiên binh ở thiên đình. Đây là vị trí tối cao quân đội nhà trời. Về phép thuật thì Bát Giới học được 36 phép thiên cang, còn Ngộ Không học được 72 phép địa sát. Về uy lực, 36 phép thiên cang chỉ hơn chứ không kém 72 phép địa sát. Nếu sử dụng thành thục 36 phép này, Bát Giới thể tác động đến cả âm dương ngũ hành, thậm chí đã từng cải tử hoàn sinh. Tùm cái vải lại, ở trên phim ảnh hình ảnh Bát Giới bị dìm thê thảm, gần như chưa đánh đã thua, còn Ngộ Không lại được tô vẽ thêm rất là nhiều. Vô hình chung khiến chúng ta tưởng rằng thực lực của cả hai chênh lệch quá lớn. 7. Lưu Trầm Hương. Tam Đảnh Mẫu tên thật là Dương Liên, là con thứ ba của Dương Tiên Hiệu và em gái Ngọc Hoàng. Dung nhan xinh đẹp và trí tuệ vẹn toàn, trấn giữ Hoa Sơn, nhận hương hỏa nhân dân Hoa Sơn. Thiên đình thì có quy định, thần tiên và người phàm không được phép mối quan hệ tình cảm nam nữ. Nhưng Dương Thiền kết hôn với người phàm tên là Lưu Ngạn Sương và có một con trai tên là Lưu Trầm Hương. Vì chuyện này với Dương Thiền bị giam dưới Hoa Sơn sau khi mới sinh con. Là con của Tam Thành Mẫu, trên người huyết thống thần tộc, có thể chất học tiền, lại được đấu chiến thắng Phật chỉ đạo. Phép thuật của Lưu Trầm Hương tăng lên đáng kể. Vì muốn cứu mẹ bị giam núi Hoa Sơn, Lưu Trầm Hương đã đại náo thiên cung, chiếm Bảo Liên Đăng của nữ hoa và khai sơn phủ của bản cổ. Bằng sức mạnh tự thân, họ Lưu đã bổ Hoa Sơn ra cứu Tam Thành Mẫu,
một nhà ba người đoàn viên. Ở vị trí thứ 6 thì đó chính là Thanh Sư. Thanh Sư chính là đại vương ở Sư Đà Lĩnh. Kiếp nạn thầy trò đứng tăng tại Sư Đà Lĩnh, tiểu truyền phong đã kể qua cảnh tượng lúc Thanh Sư tình đại náo thiên cung. Tiểu yêu này thuật lại rằng sau khi đại vương hoán tới Nam Thiên Môn, hơn 10 vạn thiên binh nhân tướng chặn cửa nghênh chiến. Truyền thuyết thì ghi lại năm đó Thanh Sư tình tức giận vì không nhận được thiệp mời bàn đào của vương mẫu nên đã đại náo thiên cung. Ngọc Đế phái 10 vạn thiên binh bắt Thanh Sư. Thanh Sư tình hiện nguyên hình là một con đại mãnh sư, há to miệng hù thiên tướng vội vàng đóng cửa Nam Thiên Môn. Tiếc là đã muộn, Thanh Sư hút một hơi, nuốt 10 vạn thiên binh vào bụng. Cuối cùng thì không biết vị đại thần đã xuất hiện mới ép cho Thanh Sư nhả 10 vạn thiên binh ra được. Năm, Hình Thiên. Hình Thiên thì có thể nói là một trong những người đại náo thiên cung sớm nhất. Hắn vì bạn mà đại náo thiên cung. Bạn của Hình Thiên thì là Sivu, một vị thần thời thượng cổ. Bộ tộc Sivu không muốn thần phục dưới trướng Hiên Viên Hoàng Đế, cho nên liên hợp với 9 bộ tộc ở Hạ Du Hoàng Hà tạo thành tộc Cửu Lê đối kháng với Hoàng Đế. Thiên Địa thì phái Cửu Thiên Thần Nữ xuống trợ giúp Hoàng Đế. Trải qua rất nhiều lần chiến đấu kịch liệt, Hoàng Đế lần lượt giết chết 81 huynh đệ của Sivu, bắt sống Sivu. Hoàng Đế mệnh lệnh cho Sivu mang gông xiềng, sau đó xử tử y. Hình Thiên là chiến thần thời thượng cổ, có tiếng nghĩa khí. Thế là hắn tức giận xông lên đại náo thiên cung. Trong Ngọc Đế nổi điên, ngài phái Hoàng Đế cầm theo Hiên Viên Kiếm, lãnh đạo chúng thần đuổi bắt Hình Thiên. Hình Thiên thì giao đầu với Hiên Viên Hoàng Đế vì sơ sẩy bị chặt đầu, oán khí nặng như núi, nên Hình Thiên không những không chết, mà lấy núm vú làm mắt, lấy rốn làm miệng, hai tay tiếp tục cầm búa quyết chiến tiếp. Cuối cùng thì bị phong ấn tại Thường Dương Sơn. Bốn, Nhị Lang Thần. Nhị Lang Thần Dương Tiễn được coi là chiến thần mạnh nhất tam giới. Dương Tiễn cũng đã từng đại náo thiên cung, danh chấn một thời. Dương Tiễn là chú ruột ở Trầm Hương và đúng là chú nào cháu đấy. Em gái Dương Tiễn cũng là mẫu thân của Lưu Trầm Hương, tam thành mẫu vì kết đôi với người phàm mà phải chịu hình phạt. Mẹ của Dương Tiễn thì cũng đã phạm phải thiên điều tương tự. Hắn học xong 72 phép biến hóa, dẫn theo Mai Sơn huynh đệ, Hạo Thiên Khuyển, chán thì có Thiên Nhãn, một tay cầm Tam Tiêm Đào, một tay cầm Sơn Hà Xã Tắc Đồ và Khai Sơn Phủ, trực tiếp xông lên thiên cung, bổ Đào Sơn và cứu mẹ mình ra. Tiếc là hai mẹ con thì không thể nào đoàn viên, sao cơ công chúa bị Ngọc Đế phái 10 mặt trời thiêu đốt bà tới chết. Nhị Lang Thần chính thức đối đầu Ngọc Đế, đuổi giết 10 mặt trời. Cuối cùng thì vì Nhị Lang Thần phải lòng Tây Hải Tam công chúa nên mới chịu rút lui về ẩn tại Quán Giang Khẩu. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là Thạch Cảm Dương. Thạch Cảm Dương đại náo thiên cung để tìm cha. Thạch Cảm Dương là một cục đá Thái Sơn, nghe đâu là do đá và trời nữ oa biến thành. Thạch Cảm Dương hóa thành hình người, cảm thấy mình là do trời sinh, muốn lên trời tìm cha. Mà vậy thì phải đi qua Nam Thiên Môn. Tuy nhiên Nam Thiên Môn không phải nơi ra vào tùy ý, mà có rất nhiều thiên binh canh gác. Thạch Cảm Dương thì mặc kệ, nghe con vốn không sợ cọp. Khi đi qua Nam Thiên Môn, vì bị thiên binh thiên tướng ngăn lại nên đã sử dụng sức mạnh của mình mà đánh cho thiên binh thiên tướng ngã ngửa. Thạch Cảm Dương có thể ra vào Nam Thiên Môn dễ dàng. Đúng là khỉ cùng một đán ở dao khác, tính khí y như Tôn Ngộ Không vậy. Hai, Vô Thiên. Vô Thiên thì vốn là Tây Thiên La Hán, vì độ kiếp thất bại, tàu hỏa nhập ma mà trở thành Hắc Y Vô Thiên. Hắc Y Vô Thiên vừa xuất thế, chuyện đầu tiên muốn làm là báo thù đại náo thiên cung. Với sức mạnh kinh thiên động địa, Vô Thiên chẳng những đại náo thiên cung mà còn nắm được quyền cai quản tam giới, trở thành chúa tể của tam giới. Trong Hậu Tây Du Ký, phim truyền hình dài 30 tập do Trung Quốc sản xuất năm 2000, chính Tôn Ngộ Không đã tiêu diệt Vô Thiên, khôi phục tam giới.
Và vị trí đầu tiên thì đó chính là cộng công. Có đôi khi công bằng rất là quan trọng. Năm ấy cộng công cảm thấy các đại thần thượng cổ không công bằng, thiên vị trúc dung, quyết định một mình đại náo thiên cung. Cộng công nhiều vị thần từ thời thượng cổ, chẳng những khiến thần tiên hoảng sợ mà cộng công còn đánh gãy cả Bất Chu Tiên Sơn, làm trời thủng lỗ, hai nữ oa phải tốn công tốn sức vá chơi. Nữ oa vá chơi chuẩn bị dư vài cục đá, làm trăm ngàn năm sau Tôn Ngộ Không lại đại náo thiên cung. Thạch Cảm Dương lên trời tìm cha, còn tạo ra một giả bảo ngọc, hại Lâm Muội Muội khóc sướt mướt suốt ngày. Quả thật là không thể ngờ được có những nhân vật như thế đã từng đại náo, đúng không nào? Và video này đến đây lại hết mất rồi. Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và subscribe Taga Channel ngay tự đón xem những video mới nhất của mình. Chân anh cảm ơn anh em.